Chào quý cô chú anh chị em thân thương đã quay trở lại kênh Út Mai Vàng Tỉnh Biên. Dạ, lời nói đầu tiên em xin kính chúc quý cô chú anh chị em trên mọi miền đất nước luôn nhiều sức khỏe và thành công cho mọi lĩnh vực. Giờ hôm nay là ngày 14 tây tháng 12 năm 2021, em có về một phơi mai xù rất là đẹp và muốn giao lưu cùng cô chú anh chị em nha. Trời. Và em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị em đã ủng hộ cho em clip vừa qua rất là mau lẹ, rất nhiệt tình. Dạ, hy vọng clip này cô chú anh chị em ủng hộ em thêm nữa nha. Dạ, địa chỉ toàn lạc của em là tại tổ 17 khóm Xuân Hòa, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh An Giang. Số điện thoại em là 0919 755 533, em tên Út. Đây cũng là số Zalo và Facebook của em nghe cô chú. Dạ rồi, không dành lâu, em xin mời cô chú anh chị em tiến sâu vào review cây mai xù nha. Mai xù đế quyết nha. Rất đẹp cô chú ơi. Hàng đáng sưu tầm cô chú ơi. Cây một thân một cốt giót ngọn cô chú. Đế siêu quyết cô chú ơi. Hàng đáng sưu tầm cô chú. Đế nào đế nấy chơi nè. Cô chú cho em hình dung nè. Đế chà bá luôn cô chú. Cốt cành giót ngọn luôn nha. Cốt cành cái nào cũng nấy nè. Xứng đáng luôn cô chú ơi. Cây đẹp không tì vết nha cô chú. Cây bóp giót ngọn nha cô chú. Để là hút 48 giờ cô chú ơi. Cốt chi nè. Cốt chi nào cho nấy chà bá luôn. Đế nè, đế bao phê cô chú ơi. Hàng đáng sưu tầm nha cô chú. Cái thân nó dặn rất là đẹp nha. Đó, thân dặn đẹp lắm cô chú ơi. Nó lên nu lên cô chú. Đây, mấy nu nhiều lắm nha cô chú. Đây. Cây không mặn kẹo muốn dít nha cô chú. Rồi em tiến vào đo thông số của chú anh chị em tham khảo nha. Ngày em báo giá nha cô chú. Để cây này bao bông giảo cho cô chú nha. Có hình mặt bông em móp cho hình mặt bông lên cô chú anh chị em đó. Cô chú anh chị em khỏi ghét nha. Dạ, chiều cao 1m4 nha cô chú. Hoành eo là 60. Hoành eo 60 nha. Bao hoành chuẩn cho cô chú nha. Đừng kính bầu. Đường kính bầu là 90. Đường kính bầu 90. Em đo cái đế cho tung sổ xuống nhiêu em. Đế tung xuống là 39. Đế sổ 39 nha cô chú. Em đo dùm cái cốc cành nhiêu tập khảo nha. Cốc cành này là 31. Cốc cành 31 nha cô chú. Rất bự nha. Rất to nha cô chú. Em đo hảo. Đo cho cô chú tham khảo đi em. Cành này là 20. Cốt cành 20 nha. Em đo dài cốt cành nữa đi. Cái bên là 22. 22 nha. Em đo trên đây luôn. Đó, rất to nha. Từ 20 đổ lên nha cô chú. Cái này 23. 23 nha. Cái ngọn bóp gió còn chút xíu cô chú ơi. Đây, em nhấn lên nè. Đó, bóp gió khoảng 19-20 nha. Đó, bằng cổ tay của em nha. Cây không khẹo dít nha. Cây này nói chung là em đem về hổm gầy rồi. Hổm gầy... nhà có chuyện buồn em không có đăng. Hôm nay là xì mộng như cô chú. Bao cô chú là cây sống khỏe nha. Đây. Nó dớm thẹo chân nè. Cây đang chuẩn bị xì mầm cô chú ơi. Dữ lắm cô chú ơi. Cây sung dữ lắm nha. Bao sung 100% nha. Cái này cô chú anh chị em khỏi ghép nha. Bao cô chú anh chị em là cây bông giảo luôn. Có hình mặt bông em ốp trên hình bên góc phải của hình đó. Cây rất đẹp cô chú ơi. Hàng đáng sưu tầm nha cô chú. Em đi một vòng em báo giá cho cô chú tham khảo nha. Đế nào đế nấy chà bá luôn. Em để cái cụm tay em lên cho cô chú anh em tham khảo đi. Nó rất to nha cô chú. Đó, bằng cụm tay luôn nha. Bằng cụm tay người mẫu luôn cô chú. Đây nung bánh cam nè cô chú ơi. Cục nung bự lắm cô chú. Xù chảy nha. Xù chảy nha. Rất đẹp luôn. Cái thân nó dặn rất đẹp nha cô chú. Đế là bao phê của chú ơi. Cái nồi đế là tương đương là 250 nha cô chú. Cái này nặng quá mà không có quay được nghe cô chú. Em đi một vòng cho cô chú tham khảo nha. Đó,
nặng quá em không có quay nổi. Cô chú anh chị em nhìn ở ngoài dữ lắm cô chú ơi. Em cố gắng em quay lấy nét cho cô chú hình dung cho cây nó dễ nha. Em ôm thử cái nồi đế ra. Cái nồi đế là cả hai người ôm nha cô chú. Khủng lắm cô chú ơi. Cậu nào cũng lấy chà bá luôn, xứng đáng luôn nha cô chú. Đó, cô chú tham khảo nha. Và để trước này cô chú thấy. Ừ. Đó, cô chú hình dung giùm em nha. Được rồi, cây mai sù. Mai sù bông dảo, bông dảo zin nha. Em xin mạng phép giao lưu với cô chú, giá 145 triệu nha. Em bao ship 200 cây số cho cô chú nha. Cô chú anh chị em hợp nhãn thì liên hệ qua hai số điện thoại em để trên tiêu đề nha. Số là 0919 755 533, em tên Út, hoặc số điện thoại 0772136729 Thanh Lâm nha. Rất đẹp cô chú ơi. Còn như cô chú ở xa như Quảng Ngãi, Bình Định, Đà Nẵng đó là thương lượng với ship lại nha. Vì cây này rất là nặng, cây này phải thuê xe tải chở cho cô chú nha. Cây này không có gửi dịch vụ nha cô chú, nó bự lắm. Cây ngoài rất khủng nha cô chú. Có đầu đế là khoảng 250. Hàng đáng sưu tầm cô chú ơi. Bao cô chú là cây trong hình chỉ có 7 thôi. Ở ngoài đẹp tới 10 nha cô chú. Như rồi, cuối clip em xin chúc toàn thể cô chú anh chị em xem clip được vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc phát tài. Cô chú anh chị em thân tình thì nhắn cho em xin một like, một đăng ký kênh, một lượt chia sẻ để em có động lực sưu tầm những cây phô mai đẹp về phục vụ cho cô chú nha. Đây rồi, em chào cô chú anh chị em nha. Bye bye cô chú anh chị em nha.